Bùi Ngọc Long ở ấp Tân Tây, xã Tân Phú Thạnh, châu Thành A, Hậu Giang. Vườn tôi trồng thì cũng từ năm 2000, rồi sau này nó cũng chết rồi tôi trồng lại cũng nhiều lò nhiều đợt cây, nhiều mấy cây lớn đó, mỗi năm nó bệnh cũng 5-6 cây mà tôi trị thì nó thuốc ba cái thuốc thông thường kia nó có cây được, có cây cũng chết. Được 10 cây thì nó sống được đúng chừng 3 cây đó. Thì năm nay tôi xài nó cũng bệnh đâu cũng 3 cây nè, tôi thấy Agrobat này có mấy anh em nó giới thiệu tôi xài thử thấy nó hiệu quả cao quá. Thì cái triệu chứng nó xì mũ thì tôi đẻo ra rồi tôi phết thuốc, tôi phết gì đó rồi tôi tưới cũng cỡ cây cỡ 10 năm tuổi, tôi tưới cũng cỡ một gối trên cây à, một gối trên bầu á, mấy cây bệnh nặng mình tưới vậy rồi mình phết. Lần sau tôi phết lần lần nữa mà tôi khỏi phải tưới. Thì sau này tôi xịt thì tôi xịt cái thằng Headlight. Thấy bộ lá nó cũng đẹp quá. Tôi thấy cái thằng cái hãng bát này thấy xài cũng được. Thấy cũng êm.